Huyền Trân, Tỉnh Thất Bồng Lai, vỏ bọc Nico để dụ dỗ Diễm My. Sự thật đáng sợ, bên trong cô gái có nụ cười thánh thiện. Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, thông tin về Tỉnh Thất Bồng Lai hay còn được gọi với cái tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi mới đây Công an tỉnh Long An chính thức ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc là bị can thứ 5 trong vụ án tại đây. Đồng thời, Công an cũng đã ra lệnh truy tìm toàn quốc đối với Võ Thị Diễm My. Bên cạnh thầy ông nội Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên hay là Lê Thanh Trùng Dương thì Huyền Trân cũng là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm và khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Một cô gái với vẻ ngoài hiền lành, từng là gương mặt nổi tiếng với giọng hát trữ tình ngọt ngào trong cuộc thi The Voice Kids. Thế nhưng xuất phát điểm lại là một nơi đầy rẫy thị phi và tai tiếng như Tỉnh Thất Bồng Lai. Phải chăng Nico giả này chỉ là cái vỏ bọc tốt đẹp mà Tỉnh Thất Bồng Lai xây dựng cho Huyền Trân để đi mua sự thương cảm từ người khác? Không những vậy, Huyền Trân còn được đồn đoán chính là nguyên do khiến cho Diễm My xảy ra cớ sự đáng tiếc như ngày hôm nay. Có sự thật nào đang được che giấu bởi cô gái có nụ cười thánh thiện này hay chăng? Chính vì lai lịch phức tạp và không rõ ràng của Huyền Trân mà cộng đồng mạng luôn đặt ra những câu hỏi nghi vấn cho cô này. Huyền Trân được biết đến là cô gái hát nhạc Trịnh từng làm mưa làm gió trên sóng truyền hình vào năm 2014 khi tham gia chương trình The Voice Giọng Hát Việt. Khi ấy, cô này mới chỉ có 12 tuổi, nhưng lại thể hiện những ca khúc đậm chất trữ tình của dòng nhạc Trịnh. Cũng trong cuộc thi, Huyền Trân đã xuất sắc giành được giải Á quân, và sau đó thì cô còn được biết đến là con nuôi của nam ca sĩ Quang Lê. Tuy nhiên, đến năm 2016 thì Huyền Trân liên tục dính vào thị phi khi chia sẻ về mối quan hệ với cha nuôi là Quang Lê như sau. Huyền Trân đã chia sẻ, chú Quang Lê bắt em đổi tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý về điều đó nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn do cả hai chưa cùng quan điểm với nhau. Kể từ đó thì Huyền Trân cũng chuyển về sống tại Tỉnh Thất Bồng Lai, không còn ai thấy cô gái này ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào nữa. Và cũng từ đó cái tên Huyền Trân lại liên tục dính vào những thông tin tiêu cực. Năm 2018, Huyền Trân trở lại với chương trình Giọng Hát Việt, vẫn với sở trường hát giọng nhạc trữ tình, nhưng lần này thì tiểu Nico đã không tiến sâu trong cuộc thi. Xuất hiện trong chương trình Giọng Hát Việt nhí, đi cùng Huyền Trân là bà Cao Thị Cúc. Tuy nhiên, theo chia sẻ của cô gái này, cô ta chia sẻ mình là trẻ mồ côi không cha không mẹ được cô Cúc nhận nuôi trong Tỉnh Thất tại Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo giám định ADN của Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Long An, Lê Thanh Huyền Trân chính là con ruột của ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932 và bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960. Và cha mẹ của Huyền Trân đều đang sinh sống cùng với cô tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Huyền Trân từng tiết lộ rằng tình trạng sức khỏe của bản thân bị bệnh động kinh nhưng đã chữa khỏi bệnh. Bên cạnh đó còn bị hen suyễn khá nặng. Vì thế mà chỉ mới hết lớp 5 cô đã phải nghỉ học do ốm liên miên. Nhưng cộng đồng mạng lại cho rằng thông tin ấy là giả, bởi sau khi rời Quang Lê để trở về Tỉnh Thất Bồng Lai, nữ Nico thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch sang chảnh. Thỉnh thoảng cô còn khoe hình trong phòng tập thể hình và phát trực tiếp ca hát với những người trong Tỉnh Thất. Qua đây chúng ta có thể thấy những con người trong Tỉnh Thất Bồng Lai quả thật là ghê gớm và đáng sợ từ già đến bé. Ngay khi Huyền Trân còn nhỏ, họ đã tạo cho cô một vỏ bọc Nico mồ côi hoàn hảo để lấy lòng thương cảm từ công chúng. Được chính cha mẹ ruột của cô ta là ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc dạy dỗ cho cô cái thói ăn có, nói không, lừa lọc xảo trá từ khi còn nhỏ. Nói dối là không biết cha không biết mẹ mình là ai, là trẻ mồ côi. Sự lương thiện mà cô ta thể hiện ra cho người hâm mộ cũng chỉ là giả dối, là diễn tả thôi. Không những vậy, việc Diễm My tìm đến với Tỉnh Thất Bồng Lai cũng không phải là ngẫu nhiên. Theo cộng đồng mạng đồn đoán, trong bức ảnh được phát tán trên mạng thì nữ sinh Diễm My và Huyền Trân từng gặp nhau trong một khóa tu tại Vũng Tàu. Cư dân mạng cho rằng chính Huyền Trân đã dụ dỗ lôi kéo, đã đưa Diễm My về Tỉnh Thất Bồng Lai để xảy ra những cớ sự đáng tiếc như ngày hôm nay. Phải chăng chính cô ta biết hết những sự thật loạn luân, giả dối lừa gà của Tỉnh Thất Bồng Lai nhưng vẫn cố tình dụ dỗ Diễm My vào con đường tệ nạn này cho chính cha ruột và những người anh em của mình ăn nằm? Liệu rằng hiện tại sắp tới Huyền Trân có bị bắt hay không? Vì cô cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc của Diễm My lần này mà. Nữ Nico giả này đã từng khẳng định không chớp mắt trên sóng truyền hình rằng cô là trẻ mồ côi sinh sống tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Rồi một cô cúc, hai cô cúc.
và lại tiếp tục dụ dỗ Diễm My để về Tỉnh Thất Bồng Lai cho cha và những người anh em của mình. Vậy thì liệu rằng hiện tại Huyền Trân có biết được tung tích Diễm My đang ở đâu hay không? Tuy tất cả chỉ là nghi vấn giả thuyết, nhưng cộng đồng mạng cũng suy nghĩ rằng những nghi vấn này là hoàn toàn có lý do. Thưa quý vị, những sự thật về loạn luân kêu gọi từ thiện trục lợi giả sư của Tỉnh Thất Bồng Lai dường như đã rõ mồn một. Chắc chắn Diễm My không phải là nạn nhân duy nhất của Tỉnh Thất Bồng Lai, mà còn có thêm rất nhiều những cô gái khác nữa. Mong rằng cơ quan chức năng hãy vào cuộc mạnh tay và quyết liệt, nhanh chóng hơn nữa để sự thật được phơi bày ra ánh sáng, để những kẻ giả dối, lọc lừa và để cho đám trọc trong Tỉnh Thất Bồng Lai này sẽ bị trừng trị thích đáng. Không còn từ nào để có thể diễn tả hết những gì kinh tởm mà đám trọc này đã vẽ nên, thật là đã vẽ nên một kế hoạch tinh vi. Và quả thật sau hàng loạt những sự việc của những nơi tự xưng là chùa, là tu hành như thế này thì công chúng cũng cần phải có một cái nhìn khách quan hơn, khắt khe hơn cho việc yêu thương từ thiện. Đừng để những khuôn mặt tưởng chừng như thánh thiện hiền lành kia lại làm cho chúng ta cảm động mà nhẹ dạ cả tin. Mẹ ruột nữ sinh Diễm My Tỉnh Thất Bồng Lai bật khóc chia sẻ về những xáo trộn khi con gái mất tích. Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, như chúng tôi đã cập nhật trước đó, ngày 16 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An phát đi quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My, 23 tuổi. Diễm My được truy tìm để triệu tập về phục vụ công tác điều tra liên quan tới vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Trước đó thì Công an tỉnh Long An cũng nhận được đơn thư của người thân Diễm My về việc cô gái này mất tích. Ngoài ra thời gian qua gia đình cũng tố cáo về việc những người ở Tỉnh Thất Bồng Lai có những hành vi lạm dụng, xâm phạm đến Diễm My. Và cho đến hôm nay đã hơn 4 tháng kể từ ngày động tà âm bị bế gọn thì Diễm My hiện giờ vẫn chưa tìm thấy và không có một thông tin gì. Chắc chắn người lo lắng, sốt ruột nhất chính là cha mẹ của cô gái này. Mới đây, chúng tôi vừa cập nhật được tin tức mới nhất từ người nhà Diễm My. Trước thông tin này, thì bà Đoàn Thị Tuyết Mai là mẹ ruột của Võ Thị Diễm My mới đây đã có những chia sẻ với báo chí. Nhắc về vụ việc con gái mất tích bấy lâu nay, bà Tuyết Mai cho biết gia đình đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm con gái nhưng vẫn chưa có kết quả nào rõ ràng. Bên cạnh đó, trong khi gia đình đang gặp những rắc rối, vợ chồng bà cũng thường xuyên bị cộng đồng mạng tấn công. Bản thân bà Tuyết Mai từ ngày con gái mất tích cũng thường xuyên đau ốm, nhưng ngày nào chưa tìm thấy con gái, bà vẫn phải cố gắng gượng dậy để tìm kiếm con. Bản thân tôi mất con gái, tôi đã rất đau khổ, vậy mà còn bị cộng đồng mạng tấn công. Động lực của tôi bây giờ chỉ duy nhất là tìm ra con gái mình. Khi tôi bệnh phải nằm xuống, tôi lại nghĩ đến con gái, đó là điều khiến tôi đứng lên cố gắng để có sức khỏe tìm lại con. Những gì tôi làm chỉ để tìm lại con gái của tôi thôi, ngoài ra tôi không muốn gì khác. Tôi cũng rất mừng vì cơ quan chức năng đã vào cuộc để giúp đỡ gia đình, hy vọng cơ quan chức năng sẽ giúp gia đình sớm tìm ra con gái, bà Tuyết Mai bật khóc chia sẻ. Về phía ông Thắng, bố ruột Diễm My cũng cho hay, trước đây Diễm My hoàn toàn bình thường, từ ngày tiếp xúc với những người trong Tỉnh Thất Bồng Lai thì thay đổi tính tình hẳn 180 độ. Từ đó, nó rất sợ gia đình đưa về nhà, bị đầu độc tư tưởng, nó đánh mất đi bản năng của một con người, là con ai nó cũng không nhớ ra được. Lần thứ hai, tức là lần cuối nó đi là ngày 11 tháng 6 2020, đến ngày hôm nay cũng chưa có tung tích, ông Thắng cho biết. Hiện tại ông Thắng và gia đình vô cùng lo lắng cho Diễm My, con nó đi một ngày đã lo rồi, huống chi nó đi 2 năm, mình không biết tung tích, giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Và liên quan đến vụ việc này thì Công an tỉnh Long An đề nghị người dân khi có thông tin hay phát hiện Diễm My ở đâu thì báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại 0693 609 113 hoặc là 0842 728 599. Thưa quý vị, liên quan đến sự việc này, chúng tôi cũng không đoán trước được là Diễm My đang ở đâu. Tuy nhiên, như đã phân tích ở những bản tin trước, khi công an ập vào bắt đám trọc này vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, thì có thấy một em bé 6 tháng tuổi và cộng đồng mạng cũng đồn đoán rằng em bé đó là con của Diễm My, thì có lẽ Diễm My hiện tại vẫn còn an toàn. Và có lẽ cũng không loại trừ khả năng Diễm My vẫn đang được đám trọc tà âm và thầy ông nội cho lánh tạm ở một nơi nào đó. Vì quý vị cũng biết thầy ông nội đã từng thể hiện sự thương nhớ Diễm My
như thế nào rồi. Hơn nữa Diễm My cũng là một trong những cô gái trẻ xinh đẹp, nhà lại có gia thế, nên khả năng cao Diễm My hiện tại vẫn bình an vô sự, không bị nhóm người tà am làm hại đâu. Chỉ là nhóm này lương lẹo, xảo quyệt và rất lì lợm, e rằng chúng chưa chịu khai ra thôi. Vì với những hành vi chúng đã vẽ nên để lừa công chúng qua mặt chính quyền, thì phải nói đầu óc của nhóm trọc này cũng không phải dạng vừa, nên khả năng chúng vẫn lương lẹo khai gian hoặc là chưa khai về Diễm My cũng nên. Vì chúng tôi luôn luôn mong Diễm My bình an vô sự, mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy cô gái bất hạnh này. Và suy cho cùng thì Diễm My cũng như một nạn nhân để công an triệt phá nhóm giả tu tại tỉnh Thất Bồng Lai, mà biết đâu chừng cũng là ân nhân để những cô gái trẻ khác không bị dụ dỗ vào động tà âm này. Vậy nên quý khán giả hãy nhớ theo dõi và bấm chuông thông báo kênh Bản tin Online nhé. Chúng tôi sẽ luôn túc trực và cập nhật đến tất cả quý vị ngay khi có thông tin mới nhất về vụ việc này.